sau khi cựu tổng thống Donald Trump bị ám sát thủ lần hai, Nhà Trắng cho biết tổng thống Joe Biden và phó tổng thống Harris đã được báo cáo về vụ nổ súng gần sân golf của ông Trump và cảm thấy nhẹ nhõm khi ông ấy an toàn. Sau khi cục điều tra liên bang Mỹ FBI cho biết ứng viên cộng hòa Donald Trump tiếp tục trở thành mục tiêu ám sát tại sân golf ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ suy nghĩ của mình. Cụ thể, trên tài khoản mạng xã hội X vào ngày 16 tháng 9, tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết. Ông đã được báo cáo tóm tắt về việc các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đang điều tra một nỗ lực ám sát đối với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Biden đã khen ngợi các công việc của cơ quan mật vụ và các đối tác thực thi pháp luật của họ vì sự cảnh giác và nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn cho cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và những người xung quanh ông Trump. Tổng thống Mỹ đương nhiệm bày tỏ ông cảm thấy nhẹ nhõm khi biết cựu tổng thống Mỹ Donald Trump không bị thương, đồng thời nhấn mạnh rằng ở Mỹ không có chỗ cho bạo lực chính trị hoặc bất kỳ bạo lực nào. Bên cạnh đó, Ông đã chỉ đạo nhóm của mình tiếp tục đảm bảo rằng cơ quan mật vụ có mọi nguồn lực, khả năng và biện pháp bảo vệ cần thiết để đảm bảo an toàn liên tục cho cựu tổng thống. Trên mạng xã hội, Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết bà cũng đã nắm được thông tin về tiếng súng nổ gần cựu tổng thống Trump và khu nhà của ông ở Florida. Tôi mừng là ông ấy vẫn an toàn, bạo lực không có chỗ ở nước Mỹ, bà chia sẻ. Gia đình ông Trump cũng lên tiếng về vụ việc. Ông Eric Trump, con trai cựu tổng thống Trump chia sẻ với Phong News. Cha tôi sắp hết mạng sống rồi, sẽ còn bao nhiêu khẩu súng trường nữa sẽ đến gần phạm vi có thể ám sát cha tôi. Michel Machaga, cựu mật vụ từng bảo vệ cho Tổng thống Barack Obama, nói cơ quan mật vụ nên nghiêm túc cân nhắc nâng mức bảo vệ ông Trump tương đương Tổng thống đương nhiệm. Machaga nói việc ông Trump lần hai trở thành mục tiêu ám sát là điều chưa từng có. Hiện tại, nghị sĩ Mỹ của lưỡng đảng đều ca ngợi mật vụ phản ứng nhanh nhạy khi ngăn chặn tay súng tìm cách ám sát ông Trump ở sân gốc nhưng các lãnh đạo cơ quan mật vụ sẽ phải trả lời câu hỏi vì sao để nghi phạm mang súng trường đến gần ông Trump như vậy. Đây là lần thứ hai vụ việc như vậy xảy ra, các vấn đề liên quan sẽ được xem xét kỹ lưỡng, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, đảng viên dân chủ và là lãnh đạo một ủy ban ở thượng viện nói, đây là vấn đề rất đáng báo động. Ứng viên Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa Vance ca ngợi tinh thần tích cực của ông Trump sau vụ cựu tổng thống suy bị ám sát ở Florida. Tôi mừng vì cựu tổng thống Donald Trump vẫn an toàn. Ven đăng trên mạng xã so X ngày 15 tháng 9. Tôi đã trò chuyện với ông ấy trước khi thông tin được công bố và thật đáng kinh ngạc là ông ấy vẫn giữ tinh thần tích cực. Trong khi đó, hàng nghị sĩ Cộng hòa Eric Stefanik, thành viên cấp cao của đảng này tại Hạ viện, cảm ơn lực lượng hành pháp vì hành động kịp thời, song cũng đặt câu hỏi về sự việc. Chúng tôi phải tự hỏi, làm cách nào mà sát thủ có thể tiếp cận cựu Tổng thống Trump gần như vậy thêm một lần nữa, bà cho hay vẫn chưa có câu trả lời cho vụ ám sát hụt kinh hoàng ở Pennsylvania và chúng tôi hy vọng sẽ có lời giải thích rõ ràng về những gì đã xảy ra hôm nay ở Florida. Bên cạnh đó, hàng nghị sĩ Mike Carey và hàng nghị sĩ Jason Crow cũng lo ngại về bạo lực chính trị có thể diễn ra. Chúng tôi rất biết ơn vì cựu tổng thống không bị tổn hại, nhưng vẫn lo ngại về bạo lực chính trị và lên án nó dưới mọi hình thức. Theo quý vị, nghi phạm đã bắn nhiều phát súng về phía ứng cử viên đảng Cộng hòa cựu tổng thống Donald Trump khi ông đang chơi gôn tại sân của mình ở thành phố West Palm Beach, bang Florida. Ngày 15 tháng 9, theo giờ địa phương, người phát ngôn cơ quan mật vụ Mỹ ra tuyên bố cho biết cơ quan mật vụ phối hợp với văn phòng cảnh sát trưởng quận Palm Beach đang điều tra một sự cố về công tác bảo vệ liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump xảy ra ngay trước 14 giờ. Cựu tổng thống an toàn, văn phòng cảnh sát quận Palm Beach sẽ sớm có thông tin chi tiết. Truyền thông Mỹ cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng mật vụ đã đưa ông Trump ra khỏi hiện trường tới nơi an toàn. Sở Cảnh sát địa phương cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo về vụ nổ súng này. Cùng ngày, Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Stephen Chu, cũng thông báo rằng ứng cử viên Đảng Cộng Hòa vẫn an toàn sau tiếng súng nổ gần ông và hiện tại không có thêm thông tin chi tiết nào. Nhà trắng cho biết trong một tuyên bố rằng Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được thông báo về vụ việc và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết ông Trump vẫn an toàn. Con trai của ông Trump dẫn nguồn từ cơ quan thực thi pháp luật địa phương cho biết họ đã phát hiện một khẩu súng AK47 trong bụi rậm và đã bắt giữ một nghi phạm Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bị thương trong một vụ ám sát ở Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7. Chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử có khả năng sẽ rất căng thẳng vào ngày 5 tháng 11. Trong đó, ông sẽ phải đối đầu với ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris. Truyền thông Mỹ cho biết, nghi phạm vừa nổ súng vào sân gôn của ông Trump ở Florida có tên Brian Wesley Rowe, 58 tuổi, sống tại bang Hawaii. Ngày 15 tháng 9, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật cho biết đã xác định được danh tính đối tượng nổ súng nhằm vào ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa. Tờ New York Times và kênh truyền hình Fox News cho biết đối tượng này có tên Brian Wesley Routh, 58 tuổi, sống tại bang Hawaii. Tuy nhiên, các hãng tin này không đưa ra thông tin cụ thể. Phát biểu với báo giới, cảnh sát trưởng hạt Palm Beach Bradshaw cho biết đối tượng nổ súng cách ông Trump từ 365 đến 457 mét và bắn ít nhất 4 lần vào lúc khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương. Sau khi bị phát hiện, đối tượng này đã bỏ lại khẩu súng trường cùng hai túi đen và các vật dụng khác và chạy trốn bằng một xe ô tô màu đen. Tuy nhiên, sau đó hắn đã bị bắt giữ trong khi đó ông Vance, liên danh tranh cử của ông donald trump cho biết đã nói chuyện với cựu tổng thống mỹ và ông trump vẫn khỏe mạnh và có tinh thần tốt vụ việc này đã làm dấy lên những quan ngại về việc bảo vệ an toàn cho tổng thống mỹ hoặc ứng cử viên tổng thống mỹ một số quan chức nhà tài trợ và cố vấn Đảng Cộng hòa cho biết ông Donald Trump đã làm hỏng cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris, dù ông Trump tự khen ngợi màn thể hiện của chính mình. Ông Trump nói với chương trình First and Friends hôm 11 tháng 9: "Tôi nghĩ đó là một trong những cuộc tranh luận hay của tôi, có thể là cuộc tranh luận hay nhất của tôi." Ông nói thêm, không chắc liệu có tham gia một cuộc tranh luận khác hay không. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một đồng minh nổi tiếng của ông Trump là một trong số ít lãnh đạo đảng công khai nói rằng màn thể hiện của ông Trump là tệ. Ông Graham cho hay cơ hội đã bị bỏ lỡ, đồng thời nói thêm, cựu tổng thống đã không tập trung và mất cơ hội để quảng bá thành tích của mình. Ông Chris Christie, cựu đồng minh của ông Trump, cho biết bà Harris đã chuẩn bị rất kỹ, trong khi ông Trump thì không. Ông Christie người đã giúp ông Trump chuẩn bị cuộc tranh luận trong cuộc bầu cử năm 2016 cho biết, bất kỳ ai chuẩn bị bài tranh luận cho ông Donald Trump đều nên bị sa thải. Ông ta thể hiện không hay chút nào lần này. Chiến dịch tranh cử của ông Trump không trả lời câu hỏi liệu có thay đổi nhóm tranh luận của ông Trump hay không. Khoảng 8 tuần nữa là đến cuộc bầu cử và chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu sớm ở một số bang. Cuộc tranh luận đã mang đến cơ hội hiếm hoi để các ứng cử viên tổng thống thể hiện trước hàng chục triệu người xem truyền hình sáu nhà tài trợ của đảng cộng hòa và ba cố vấn của ông Trump nghĩ rằng bà Harris đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận chủ yếu là do ông Trump không thể giữ vững lập trường. Hai cố vấn của ông Trump tỏ ra nghi ngờ cuộc tranh luận sẽ làm thay đổi cuộc thăm dò ý kiến. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.